Em đang cho con chó nó tập luyện dưới sông. Thấy ác không? Không có gì ác. Tập luyện, khổ hạnh để từ một con chó bình thường thành một thần thú là như vậy đó anh chị. Chó em ngày nào cũng phải luyện bơi, tập từ bỏ tham sân si, yêu thương các loài vật khác. Con nào mà càng hung dữ thì em sẽ ép bơi lội càng nhiều. Em dạy chó làm thần, dạy người làm tiên, làm Phật. Em chính là chàng tiên cá Lý Lắc đây.